国破山河碎，遍地凄狼烟，多少红颜泪，几多人间缘，看不尽满地梨花，望不穿苍茫硝烟，踏平东洋豺狼窝，还我中华艳阳天。青春正灿烂，爱情似火燃，山河是多宽，使命又在前，巾帼英雄胆，豪气冲云天，巾帼英雄胆，豪气冲云天。卸去女儿妆，拔出红颜剑，吞下仇和恨，与敌报家园。我在焦土上傲立，你在战火中垂怜，笑谈何言日口诀，太湖儿女多豪杰。Tập 8. Đầu thuốc lá này nhặt được ở hiện trường lão Quách hy sinh.
Không sai, đúng là in ở chỗ chúng tôi. Giấy bìa dùng là giấy đay số 3, bên trong dùng giấy báo bình thường. Anh có chắc không? Đại khái khoảng 3 ngày trước, một người đàn ông mang theo bản gốc đến. Bởi vì anh ấy nói chỉ in một bản, cho nên tôi có ấn tượng. Một người đàn ông mang bản mẫu đến. Người đàn ông này trông như thế nào, mặc quần áo ra sao, anh còn nhớ không? Cái này không nhớ rõ nữa. Đại khái khoảng hơn 40 tuổi, mặc áo vest, đội mũ phớt, còn thắt cà vạt. Nhìn giống như là một người có chức sắc. Báo cáo. Có điện báo khẩn cấp. Thủ trưởng, điện báo khẩn từ Hồng Kông. Xem ra tình hình đấu tranh ở Hồng Kông phức tạp hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Lập tức gọi lại. Dân Khai, sao lại gặp ở chỗ thế này? Trại Cửu Long mà, không ai quan tâm. Cảnh sát không quan tâm, cục bảo mật cũng không quan tâm. Tìm tôi đến, có phải là có phương án trừ gian diệt phản rồi không? Anh khá sốt ruột nhỉ? Chứ gì nữa. Đừng gấp, cho anh gặp vài người bạn tốt. Ra đây đi. Quen biết mọi người không? Các anh em của chi đội Đông Giang, cố ý đến đây vì anh đó. Đến đây vì tôi sao? Đúng vậy. Vì tôi cái gì? Anh còn giả ngốc nữa. Anh cứ phải khiến tôi ở trước mắt mọi người vạch trần anh sao? Anh là lão đồng chí đó. Không phải. Anh muốn nói gì vậy? Tôi hỏi anh, giấy thực đơn của nhà hàng anh, thế giới bi thảm, tôi còn cần nói tiếp không? Không phải. Cái này với cái này thì liên quan gì? Đây là giấy bìa, cùng với cái này, cả hai là cùng một loại giấy. Giấy đây số 3, đúng chứ? Anh thật biết giả giờ đó. Tôi đã đến xưởng in. Chủ xưởng in đã nói với tôi, 3 ngày trước anh đã đem theo bản gốc chạy đến in bản này. Chỉ một bản này thôi. Không phải chính là để đổ tội cho Dada sao? Tôi đổ tội cho Dada. Đúng vậy, tôi không có làm vậy. Không, chứng cứ rõ ràng như vậy, anh còn chối nữa. Những chuyện này nếu không phải anh làm, mấy điểm liên lạc ở Thượng Hải làm sao lại bị chặt đứt? Lão Quách làm sao phải chết? Anh còn giả vờ với tôi. Còn nữa, dù ám sát mà anh lên kế hoạch, vào thời khắc mấu chốt, anh tìm người ngắt cầu giao điện, chính là muốn để Dada không giải thích được. Có đúng không? Sau khi anh in quyển sách này, anh lợi dụng cơ hội lục soát, đặt quyển sách này vào trong nhà Dada. Anh rất tâm hãm hại. Anh không phải là muốn để anh ta trở thành người gánh tội thay anh chứ? Nhiếp Chân Khai à, anh đang nói lung tung cái gì vậy? Tôi nói lung tung chỗ nào? Quyển sách này từ đâu ra? Là kiểm tra từ trong nhà Dada. Cái này anh biết mà. Đây là tôi cho người ta. Còn nữa, anh nói Lão Phương,
Tôi không có kêu Lão Phương ngắt cầu dao. Không có kêu Lão Phương ngắt cầu dao. Không có. Vậy tại sao anh gấp gáp đuổi Lão Phương đi? Không phải, Lão Phương anh ấy đã. Cái này, anh có tật giật mình. Anh sợ đêm dài lắm mộng. Tôi suýt chút nữa bị anh lừa rồi. Nhưng mà giấy không có được lửa. Anh có hiểu không? Anh đã lòi đuôi rồi. Nhiếp Dân Khai, nếu tôi thật sự là người của cục bảo mật, anh có thể sống đến bây giờ sao? Anh biết rất rõ, anh cũng rất thông minh. Cho dù là anh giết tôi, tổ chức vẫn sẽ phái người khác đến. Đúng chứ? Nhiệm vụ lớn nhất của anh là nằm dùng lâu dài. Cho nên anh phải tìm một người thích hợp để làm cầu thế mạng cho anh. Nhiếp Dân Khai, anh muốn làm gì? Tôi nói có gì sai sao? Được rồi, anh đừng giả vờ nữa. Anh vậy mà dám phản bội, anh nên nghĩ đến anh sẽ có ngày hôm nay. Nhiều người vậy anh cũng không đánh lại đâu. Anh thử nhúc nhích xem. Dám nhúc nhích tôi sẽ lập tức một phát bắn chết anh có tin không? Được. Nếu mà đã vậy, tôi cũng không còn gì để nói nữa. Nhưng mà Nhiếp Dân Khai, anh sẽ hối hận về chuyện ngày hôm nay. Tôi sẽ không hối hận. Tôi sẽ không giết nhầm người tốt, cũng sẽ không tha cho kẻ phản tặc. Anh tưởng anh cầm súng chỉ vào tôi thì tôi sẽ sợ sao? Anh muốn thế nào? Nhiếp Dân Khai, tôi nói anh biết, vào lúc anh bóp cò, tôi cũng sẽ tháo súng anh xuống. Anh tin không? Được thôi, vậy thì thử xem. Đến đây. Lùi xuống hết đi. Không muốn anh ta chết thì đều lùi xuống hết cho tôi. Mau lên. Bỏ súng xuống. Anh cũng nhanh thật. Chứ sao? Không có bản lĩnh này thì có thể làm cách mạng sao? Nhiếp Dân Khai, chuyện này anh vẫn chưa xong với tôi đâu. Trạm trưởng, có chuyện gì vậy? Đây là điện báo của chuột chuỗi. Đọc đi. Đọc đi. Anh ấy nói là bẫy đã giăng xong rồi. Hai ngày nay chuẩn bị hành động. Đọc theo đúng như điện báo. Bẫy đã giăng xong rồi. Hai ngày nay chuẩn bị hành động. Trả lời cho anh ta. Kêu anh ta mau chóng trừ khử kẻ thế mạng đi. Phía sau vẫn còn nhiệm vụ quan trọng. Dạ. Diêm Tích Sơn vừa nhậm chức gần đây, tạm thời đang đóng quân tại Quảng Châu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm viện trưởng về hành chính chính phủ Đảng Quốc Dân. Ngày 13 tháng 6, Đảng Quốc Dân ban bố mệnh lệnh khu vực Tuy Mông sửa thành tỉnh Tuy Diễn, chính phủ Tuy Mông sửa thành chính phủ nhân dân Tuy Diễn.
Cùng ngày, Trần Gia Khang tiên sinh đã có mặt tại hội nghị chào mừng các tầng lớp tỉnh Bắc Bình. Trong hội nghị, đã báo cáo tình hình các nơi ở Nam Dương, từ khi quân Nhật xâm lược cho đến khi thất bại. Ngày mai xử tử kẻ tế mạng đó, xong việc sẽ liên lạc. Chuột chuỗi. Ăn chút đi. Em đã rất lâu không ăn chút gì rồi. Em như vậy anh sẽ đau lòng lắm. Anh là ma quỷ. Ma quỷ. Ma quỷ. Trong mắt em, anh có phải là rất nực cười không? Máy nghe lén gắn trong điện thoại của anh là em gắn vào à? Không sai. Máy nghe lén là do em gắn vào. Vậy mà em lại lừa anh. Vậy mà đến em cũng lừa anh. Em cứ nói xem. Để anh quyết định xem. Nên xử trí chuyện này làm sao? Anh không hù dọa được em đâu. Từ thời khắc em bắt đầu tiếp cận anh, em đã chuẩn bị kỹ hết rồi. Em không sợ gì cả. Em nhất định phải tra ra rốt cuộc anh có phải là phản tặc, bán đứng tổ chức hay không. Tổ chức à? Em thật sự là đảng cộng sản sao? Em không phải. Em chỉ là một đối tượng được lão Quách khai mở. Lão Quách là ai anh còn nhớ không?
Ông ấy là bạn thân của cha em lúc còn sống, là người dẫn dắt tinh thần của em. Ngày ông ấy hy sinh, em trốn ở góc đường, chứng kiến cả quá trình. Sau khi những người đó đi, em lén lút nhặt trên đất một đầu thuốc lá. Sao lại như vậy? Đúng là ông chủ Quách rồi. Đây không phải ông chủ Quách ở cửa tiệm tạp hóa sao? Đúng vậy, chắc là đắc tội với anh rồi. Sao ông ấy chết rồi? Rốt cuộc là ai giết ông ấy? Xảy ra chuyện gì vậy? Thật đáng sợ. Chỗ này toàn là máu, đáng thương quá. Ông chủ Quách thật thảm mà. Đúng vậy, không phải là đã đắc tội với người nào rồi chứ? Đầu thuốc lá đó rất đặc biệt, bởi vì nó bị đầu ngón tay bóp nát. Trong những người em quen biết, chỉ có anh là có thói quen đặc trưng này. Em muốn tìm ra chứng cứ anh phản bội. Em muốn anh trả giá xứng đáng. Nói xong chưa? Nói xong rồi. Kết thúc rồi. Nên kết thúc rồi. Anh nên tỉnh lại từ trong giấc mộng đẹp rồi. Là em quỷ đi giấc mộng đẹp đó của anh. Em là cô gái xấu xa. Hi Ngôn, tạm biệt.
Chào buổi sáng, đại anh hùng. Chào buổi sáng. Khí sắc không tệ nhỉ? Đó là người có chuyện vui, tinh thần phấn chấn. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy là sao? Chuyện vui chứ sao? Chuyện vui gì? Anh nói xem. Chuyện của anh làm sao tôi biết? Sao có thể là chuyện của tôi được? Chẳng lẽ không phải chuyện của anh? Công ty sắp lên sàn chứng khoán, có thể xem là chuyện vui không? Anh đánh trống lảng chứ gì? Có muốn nghe thử 5 chuyện không? 4 chuyện giả, 1 chuyện thật đó. Thật dài dòng. Tôi muốn nghe lắm rồi đây. Nói đi. Hết cách rồi. Con người tôi phản ứng hơi chậm. Nghe đây. Chuyện thứ nhất, lúc tôi ở trường hàng không, tôi học giỏi nhất không phải môn bẻ lái, mà là lớp tâm lý học. Chuyện thứ hai, sở thích nghiệp dư của tôi chính là điêu khắc hạt óc chó. Chuyện thứ ba, ba tôi luôn muốn tôi trở thành thợ may. Chuyện thứ tư, tôi thích uống rượu bắp của Mỹ. Thứ năm, trong cả cuộc đời tôi chỉ yêu một cô gái. Rượu bắp là giả. Phi công không được uống rượu, mà anh căn bản cũng không uống được rượu. Ở chỗ tôi mới uống 2 ly, anh đã không chịu nổi. Anh chỉ là khá biết che đậy. Được lắm, gừng càng già càng cay. Chưa gì đã nhìn thấu tôi. Hết chuyện đùa rồi, đi đây. Đợi đã, tôi vẫn chưa nói mà. Đúng, vậy anh nói đi. Trong miệng tôi có rất nhiều răng là giả. Sau ngày 12 tháng 4 bị thẩm vấn và đánh đập, tôi thực ra đã có vợ con ở quê rồi. Nhưng mà tôi ở thành phố cũng tự do yêu đương. Quyển sách tôi thích nhất là Thế giới bi thảm của Vũ Quả. Tôi thật ra là cộng sản. Đoán ra rồi. Còn có tôi cũng giống như anh. Tôi chỉ yêu một cô gái. Đoán đi. Sao mà tôi nghe ra không có câu nào là thật vậy? Lại cảm thấy hình như câu nào cũng là thật. Làm sao đây? Được, anh thắng rồi. Tôi không đoán ra. Nói chuyện sau đi. Xin chào, đây là công ty hàng không Hoa Dinh Trung Quốc. Tôi tìm chủ nhiệm phòng kinh doanh Trịnh Bân. Chào ngài, chính là tôi đây. Có mang theo thuốc lá trên người không? Có. Tam pháo đài, muốn một điếu sao? Không. Hai hôm nay cổ họng bị đau. Có chuyện gì vậy? Có một đơn hàng muốn nhờ anh chuyển đến nội địa. Hàng gì? Hàng cứng. Một tiếng đồng hồ nữa. Gặp ở phòng học bảo quan, chỗ rừng cây phía bắc, ở trại Cửu Long. Biết rồi. Mai, có chuyện này cần nhờ anh giúp. Tôi ra ngoài có chút việc gấp. Trên bàn có một bức thư.
Nếu như 6 giờ tôi vẫn chưa quay về, làm phiền anh giúp tôi giao cho sở trưởng Lôi của sở du lịch Đông Á. Được, nhớ rồi chứ, nhớ rồi. Đừng có đưa sớm, mà cũng đừng đưa quá trễ. Được rồi, cảm ơn nhiều, cảm ơn. Đừng trốn nữa, ra đây đi. Còn trốn làm gì? Nghe lời anh, đặt nó xuống đi. Quy tắc cũ. Có cần thiết phải dạy không? Đương nhiên là cần rồi. Đối phó với lão già như anh, vẫn phải dùng biện pháp mạnh. Chỉ dựa vào anh sao? Vẫn là cây dù rách này à? Đủ rồi. Cây súng đồn này của tôi là đồ chuyên dụng của KGB. Anh tưởng có thể dọa tôi sao? Trước khi tôi bắn nát sọ anh cứ việc động đậy. Vậy hai chúng ta thử xem ai nhanh hơn. Nhưng mà tôi nhắc nhở anh, tôi không phải là nhiếp chân khai. Vậy mà lại để anh trốn thoát ngay trước họng súng. Còn với tôi thì không có cửa đâu. Anh đừng ảo tưởng, anh vẫn luôn theo dõi tôi. Bọn ngựa bắt dê, chim sẻ trình sau lưng, câu chuyện cũ. Nói như vậy, anh thừa nhận bản thân là kẻ phản bội rồi. Chú ý cách dùng từ của anh. Anh không có tư cách nói những lời này với tôi. Trịnh Bân, anh từ lúc nào phát giác có người điều tra anh ở phía sau? Anh và Thẩm Hi Ngôn, hai người gì để điều tra thanh trừ tôi? Một trong một ngoài, phối hợp cũng không tệ. Bận rộn kinh khủng. Còn nữa, cái tên tiểu tử nhiếp dân khai này, vậy mà lại là cộng sản. Không ngạc nhiên lắm. Trong thế giới của tôi không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà dù sao anh ta cũng vẫn non nớt lắm. Bây giờ anh ta cho rằng anh là kẻ phản bội, vậy thì xem như anh xui rồi. Tôi vốn nghĩ là đợi anh ta xử lý anh xong, tôi tiếp theo đó sẽ cùng anh ta. Đừng nhúc nhích, lại chơi mèo dần chuột với anh ta. Nhưng mà bây giờ tôi đang có hứng, không đợi nổi nữa. Để tôi xử anh xong sẽ chơi tiếp với anh ta cũng được. Trịnh Bân, tại sao lại phải làm kẻ phản bội? Anh nhất định phải dùng từ này à? Đúng vậy. Tùy anh.
Ai kêu anh quê mùa như vậy chứ? Tại sao? Từ lúc phái tôi đến Lưỡng Hàn, từ lúc tôi một mình quản lý tuyến giao thông bí mật, là tôi đã bước vào nấm mồ rồi. Đau khổ của tôi có ai hiểu chứ? Tôi có bao nhiêu nguy hiểm có ai biết không? Tôi ở phòng kinh doanh làm việc suốt 7 năm, chỗ này với nấm mồ chôn có khác gì đâu chứ? Đây không phải là ý nghĩa để tôi đến thế giới này. Tôi đến thế giới này một lần chính là để sống những ngày như vậy sao? Trịnh Bân, tôi cũng theo đảng ngầm, còn có rất nhiều người theo đảng ngầm. Có ai giống như anh không? Tất nhiên không giống rồi. Anh có thể so với tôi sao? Các anh có cái gì? Một đám nghèo kiết xác. Tôi có. Tôi có cô gái mình yêu, mà không chỉ một người. Ở quê nhà tôi còn có vợ con, tôi có ba mẹ, đều cần dùng đến tiền. Lão Tây à, tôi phải sống những ngày, cho dù ở dưới nấm mồ thì tôi cũng phải sống thật quy hoàng. Tôi phải vui vẻ, biết không? Nhưng mà anh thì không còn cơ hội này nữa rồi. Ai kêu anh đặt cược hết vào một bên chứ? Bây giờ hiểu ra thì cũng đã trễ rồi. Được rồi, để tôi tiễn anh một đoạn đi. Trịnh Bân, tôi hỏi anh thêm một câu nữa. Anh thích ăn mía không? Tôi nói với anh một câu cuối cùng. Hôm nay tôi có hứng nói với anh nhiều như vậy, nhưng mà bây giờ tôi hết hứng thú rồi. Bye bye. Wait.